Sau khi phải chịu đựng sự ngược đãi trong quá khứ, loài cá voi lưng gù và cá voi trơn phương Nam đang dần hồi phục từ bờ vực tuyệt chủng. Giờ đây, chúng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để hồi sinh giống loài của mình. Hàng năm, chúng di chuyển đến vùng biển Nam Phi để kiếm ăn và sinh sản. Sự xuất hiện của chúng đã cho thấy một vài tập tính thú vị mới. Đây chính là câu chuyện về hành trình di cư của cá voi. Rìa phía nam của châu Phi nổi tiếng với một bãi biển tuyệt đẹp và vô cùng ấn tượng. Được hòa trộn từ dòng biển lạnh Benguela từ Đại Tây Dương ở phía Tây và dòng biển nóng Agulhas từ Ấn Độ Dương ở phía Đông. Vùng biển này là nơi sinh sống của rất nhiều sinh vật. Trong đó có cả các loài động vật có vú sống ở dưới nước. Cá heo tập trung thành đàn hàng nghìn con. Trong khi loài hải cẩu lông nâu sinh sản tại các hòn đảo ngoài khơi gần bờ để đảm bảo an toàn. Nhiều loài động vật sinh sống quanh năm tại đây. Một số khác thỉnh thoảng mới xuất hiện. Khi mùa đông đến cũng là lúc đàn cá voi xuất hiện. Bờ biển Cô Ghề là nơi đàn cá voi lưng gù nhìn thấy đầu tiên sau nhiều tuần bơi trên biển. Chúng đã bơi đến đây từ vùng biển lạnh lẽo ở Nam Cực, cách đây hơn 3.000 km. Chúng thực hiện chuyến đi này hàng năm và chúng không phải là loài duy nhất làm như vậy. Loài cá voi trơn phương Nam cũng tham gia vào hành trình, nhưng chúng vẫn chưa đến nơi. Cả hai loài đang hướng về khu vực sinh sản bên bờ biển Nam Phi. Những sinh vật to lớn này đã từng bị con người săn bắn đến bờ vực tuyệt chủng, nhưng chúng đã chọn bờ biển Nam Phi làm nơi sinh sản để chuẩn bị cho sự hồi sinh mạnh mẽ. Giờ đây, thế hệ cá voi mới đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà tổ tiên chúng đã làm, đó là tái tạo bộ gen của chúng và đảm bảo cho tương lai của giống loài.
Trong cuộc hành trình đến Mozambique của đàn cá voi lưng gù, chúng đi qua rất nhiều khu bảo tồn. Một trong số đó là The Hoop, một khu bảo tồn với khu vực biển được bảo vệ kéo dài 3 hải lý. Tại vịnh The Hoop, thanh bình và yên ả, họ hàng của loài cá voi lưng gù, cá voi trơn phương Nam đang tụ họp. Chúng đã hoàn thành một chuyến đi dài từ tận Nam Cực đến đây để sinh sản. Cá voi trơn phương Nam là loài dễ xác định nhất bởi vì chúng có các vết chai màu trắng giống như mụn cóc. Với vây ngắn và thân hình tròn trịa, chúng không nhanh nhẹn bằng cá voi lưng gù. Tuy nhiên, chúng lại có khả năng giữ nhiệt tốt. Lớp mỡ dày dưới da giúp chúng không bị ảnh hưởng bởi vùng nước lạnh lẽo nơi đây. Vì vậy, chúng không cần phải bơi đến vùng biển nhiệt đới ở phía bắc xa xôi để giao phối. Chúng có thể bắt đầu ngay ở đây và ngay lúc này. Kết đôi là một vấn đề quan trọng. Một con cá voi cái được rất nhiều cá voi đực theo đuổi. Loài cá voi trơn phương Nam không hề hung dữ, con đực cọ sát vào thân mình con cái để thu hút sự chú ý của nó. Chúng hợp tác với nhau để đưa cá voi cái vào một vị trí phù hợp rồi thay phiên nhau giao phối. Đối với cá voi đực, con nào giao phối đầu tiên hay con nào khỏe nhất không quan trọng. Thay vào đó, con đực nào sản xuất ra một lượng tinh trùng đủ lớn để đánh bại các con khác sẽ giành được cơ hội làm cha. Để sản xuất được lượng tinh trùng cần thiết, tinh hoàn của cá voi có thể to tới 2,5 mét và nặng tới nửa tấn mỗi bên. Cá voi cái có thể cảm thấy mệt mỏi khi nhận được quá nhiều sự chú ý. Khi muốn nghỉ ngơi, nó chỉ cần lộn ngược, phơi bụng lên trời và nằm ở đó. Voi cái có thể giao phối với 7 con đực liên tiếp trong nhiều giờ đồng hồ, vì vậy nó không cần vội vàng gì. Khi loài cá voi trơn phương Nam đã bắt đầu mùa sinh sản, thì loài cá voi lưng gù đang di chuyển vào gần bờ với quyết tâm cao. Vây của chúng đặc biệt dài và đuôi của chúng có những vết bớt không giống với bất cứ loài cá voi nào khác. Với cái đuôi khỏe mạnh, cơ thể chúng có thể di chuyển qua làn nước một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng không ăn nhiều trong suốt hành trình. Thay vào đó, chúng sống nhờ vào lớp mỡ dự trữ hình thành ở Nam Đại Dương vào mùa hè. Hành trình di cư của cá voi lưng gù đi qua khu bảo tồn biển thuộc Công viên Quốc gia Shishikama.
Tại đây có những mỏm đá treo leo và thác nước hùng vĩ, khác hẳn với vịnh The Hook. Vùng biển động vẫn còn quá lạnh đối với cá voi con. Khi sinh ra, chúng chỉ có một lớp mỡ mỏng dưới da. Cá voi mẹ cũng cần sinh sản ở vùng biển tĩnh để chăm sóc cho cá voi con. Nhưng không may, hàng nghìn km biển tiếp theo đều không phải là địa bàn sinh sản lý tưởng. Chúng phải tiếp tục di chuyển. Đối với một số con cá voi, đây có lẽ là hành trình di cư cuối cùng của chúng. Những tổn thương ở bề mặt da chính là dấu hiệu của tuổi già. Tuy nhiên, đối với những con cá voi khác, đây sẽ là lịch trình thường niên của chúng trong nhiều năm tới. Hành trình di cư rất gian nan, nhưng nhờ đó, cá voi lại có cơ hội tương tác và gắn kết với nhau. Chúng luôn dành thời gian để trình diễn kỹ năng nhào lộn của mình. Với sức mạnh to lớn, những con cá voi có thể đẩy cơ thể nặng 40 tấn của chúng lên không trung. Chúng ta vẫn chưa hiểu được lý do tại sao cá voi nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng các nhà khoa học tin rằng đây có thể là cách chúng giao tiếp với những con cá voi khác. Chúng có thể té nước bằng bất cứ bộ phận cơ thể nào. Những màn trình diễn sức mạnh này là tiền đề cho cuộc cạnh tranh khốc liệt đang chờ đón cá voi khi chúng đến địa điểm cuối cùng. Khi di chuyển về phía bờ biển, cá voi được chứng kiến thế giới dưới nước đầy màu sắc. Các dạng san hô là nơi sinh sống của các sinh vật bé nhỏ. Xa hơn về phía bắc, những con cá voi mang thai đang bơi trong làn nước ấm áp. Nhưng cá voi lưng gù vẫn tiếp tục di chuyển. Cuối cùng, hành trình di cư đưa chúng đến nơi trú ẩn an toàn, đó là eo biển Mozambique. Tại thiên đường nhiệt đới của bờ biển Mozambique, nước biển ấm áp quanh năm và rừng ngập mặn xuất hiện ở các cửa sông. Vùng nước yên tĩnh là địa điểm hoàn hảo để cá voi sinh sản.
Rất nhiều thế hệ cá voi đã đến đây để sinh sản. Cách bờ biển không xa, các dạng san hô chính là minh chứng cho sự ấm áp của nước biển. San hô không thể phát triển trong điều kiện nhiệt độ dưới 18 độ C. Tại vùng biển trong vắt và tràn đầy ánh sáng này, các dạng san hô là nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật biển. Giờ đây, khi đàn cá voi xuất hiện, biển cả lại vang lên bài hát quen thuộc. Trên đường đến đây, cá voi đực đã học được các bài hát để thu hút sự chú ý của cá voi cái. Cuộc thi âm nhạc chính là dấu hiệu bắt đầu mùa sinh sản. Những con cá voi cái duyên dáng đang chăm chú lắng nghe những ca khúc này. Tại vùng biển nhiệt đới xanh ngắt và rộng lớn, một con cá voi cái đang bơi lội nhẹ nhàng trong làn nước. Hành trình di cư dài 6.000 km của nó đã kết thúc. Nhưng giờ đây, hành trình tìm bạn tình mới chỉ bắt đầu. Nó sẽ sớm tìm được bạn tình phù hợp. Rất nhiều cá voi cái đã mang thai và chỉ đến đây để sinh con. Vì vậy, những con cái chưa mang thai được săn đón nhiệt tình. Mọi con đực đều đến đây để tìm bạn tình. Cuộc săn đuổi bắt đầu. Cá voi cái cố gắng vượt qua các con đực. Nó chỉ quan tâm đến con đực khỏe mạnh và xứng đáng nhất. Những con cá voi đực khổng lồ đã bơi hàng ngàn km đến đây để có được cơ hội này. Trong cuộc đua nảy lửa, chúng tranh giành sự chú ý của con cái bằng cách nhảy lên khỏi mặt nước và tạo ra bong bóng bằng tất cả sức lực của mình. Cá voi cái giữ nguyên vị trí phía trước đàn cá voi vì ngày càng có nhiều con đực tham gia vào cuộc đua. Cuối cùng, có tới 10 con đực săn đuổi cá voi cái. Không giống như cá voi trơn phương Nam, cá voi lưng gù tranh nhau thể hiện sức mạnh và sức bền của mình.
cuộc đua có thể trở nên khốc liệt. Cá voi đực cạnh tranh bằng cách quật đuôi vào nhau. Khi gần kiệt sức, cá voi cái sẽ chọn ra một bạn tình. Giai đoạn cuối cùng của cuộc đua giành bạn tình khác hẳn với lúc ban đầu. Cá voi đực đã chứng minh được sức mạnh và sức chịu đựng. Nó giành được quyền giao phối với bạn tình mới của mình. Cặp cá voi gắn kết tình cảm bằng một vũ điệu dưới nước vô cùng duyên dáng. Cuối cùng, cặp cá voi biến mất để giao phối. Chúng đảm bảo rằng vùng biển Mozambique sẽ tiếp tục là nơi nuôi dưỡng những thế hệ cá voi tiếp theo. Trong khi các cặp cá voi giao phối ở vùng biển sâu, thì dường như phía trên mặt nước lại không có chuyện gì xảy ra. Một con cá voi cái đã giao phối vào năm ngoái và vừa mới sinh con. Trong vịnh, chúng được bảo vệ khỏi các dòng thủy triều dữ dội và không bị ảnh hưởng bởi các con cá voi trong mùa giao phối. Chỉ trong một vài tuần, cá voi con dài 4 mét sẽ thực hiện hành trình di cư đầu tiên của mình đến Nam Cực. Nó buộc phải dự trữ một lớp mỡ dưới da nếu muốn sống sót sau chuyến đi. Cá voi mẹ chính là nguồn thức ăn tuyệt vời. Sữa cá voi chứa hơn 40% chất béo. Cá voi con sẽ bú mẹ trong khoảng 1 năm cho đến khi cá voi mẹ cai sữa để chuẩn bị cho mùa giao phối tiếp theo. Còn bây giờ, mẹ con cá voi đang cùng nhau tận hưởng làn nước yên lặng trong khi cá voi con học các kỹ thuật bơi lội và lặn biển cơ bản. Loài cá voi lưng gù đã thành công trong việc sinh sản ở khu vực bờ biển phía đông châu Phi. Xa hơn về phía nam, họ hàng của chúng cũng đã cho ra đời một thế hệ cá voi mới. Tại vùng biển lạnh ở vịnh The Hoop, một cặp mẹ con cá voi trơn phương nam đang bơi lội. Cũng giống như cá voi lưng gù, chúng sống phụ thuộc vào vùng biển tĩnh lặng ở vịnh The Hoop. Với nhiệt độ nước thấp hơn ít nhất 10 độ C so với vùng biển Mozambique,
cá voi con sinh ra đã có một lớp mỡ dưới da dày hơn nhiều so với loài cá voi lưng gù. Nhưng vùng biển động và lạnh lẽo không phải là mối đe dọa duy nhất đối với cá voi con. Bờ biển này là nơi sinh sống của loài cá săn mồi lớn nhất đại dương. Đó là loài cá mập trắng. Với chiều dài hơn 5 mét, cá mập trắng chủ yếu săn các loài động vật có vú với kích thước nhỏ. Một con cá voi trơn phương Nam mới sinh sẽ là một con mồi hoàn hảo. Thế nhưng, dù là kẻ săn mồi to lớn nhất trên đại dương, cá mập trắng vẫn không thể đánh bại cá voi mẹ. Cá voi có thể chậm, nhưng nó rất khỏe mạnh. Một cú quật đuôi mạnh mẽ của cá voi mẹ có thể khiến cá mập từ bỏ con mồi của mình. Khi hiểm họa đã qua đi, cá voi con có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Nó đang làm quen với việc bật nhảy. Da cá voi bị bong chóc khi chiến đấu. Một con mòng biển tảo bẹ xảo quyệt đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để kiếm ăn. Đáy biển ngập cát chính là phương pháp tẩy tế bào chết hoàn hảo cho cá voi mẹ. Cá voi mẹ tham gia vào trò chơi té nước cùng cá voi con trong niềm vui hân hoan. Chúng đang ăn mừng thành công của bản thân. Khi mùa xuân đến, cũng giống như loài cá voi lưng gù, cá voi trơn phương Nam sẽ sớm quay trở về Nam Cực để kiếm ăn. Quay trở lại khu vực rìa Tây Nam Châu Phi,
nơi Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương gặp nhau. Tại đây, một đàn cá voi không thể đến được khu vực sinh sản ở phía Bắc. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một đàn gồm 600 con cá voi lưng gù đang dành cả mùa đông ở vùng biển này. Đàn cá voi bao gồm những cá thể không có khả năng sinh sản và cá voi chưa trưởng thành. Chúng không di cư về phía Bắc để sinh sản. Thay vào đó, chúng ở lại ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Điều kiện tự nhiên nơi đây khiến nó trở thành địa bàn kiếm ăn vô cùng lý tưởng. Tại vùng biển này, cá voi sinh sống cùng với rất nhiều loài sinh vật khác. Một đàn cá heo sẫm màu gồm cả cá heo con đang chuẩn bị có cuộc chạm trán đầu tiên với đàn cá voi to lớn. Cá heo có chiều dài tương tự với chiều cao của con người. Chúng khá nhỏ bé so với những con cá voi nặng tới 40 tấn. Những loài động vật này không gây hại đến nhau. Chúng đều rất thông minh. Chúng thích thú tìm hiểu đối phương. Cá heo là một trong những sinh vật phát triển mạnh ở vùng biển trù phú này. Mỗi sinh vật có những nghi thức khác nhau để gửi lời cảm ơn tới môi trường sống phong phú của mình. Bờ Nam và bờ Tây của Nam Phi được gột rửa bởi dòng biển lạnh và trù phú mang tên Benguela. Tại đây, các cơn gió hướng đông nam đẩy tầng nước mặt ra ngoài khơi, khiến cho tầng nước biển giàu dinh dưỡng dâng lên từ sâu bên dưới. Nguồn tài nguyên phong phú này tạo ra một bờ biển chưa từng có trên thế giới. Tại đây, chúng ta có thể nhìn thấy các khu rừng tảo bẹ mọc lên dày đặc. Thân tảo bẹ mọc cao đến 12 mét để vươn tới ánh sáng mặt trời. Với phần rễ to khỏe của mình, chúng có thể lấy tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết từ nước biển xung quanh. Tảo bẹ là một trong những loài thực vật phát triển nhanh với số lượng đáng kinh ngạc. Từ những đàn chim ó biển lên tới hàng chục nghìn con. Cho đến hải cẩu, tất cả đều ra bãi đá để sinh sản.
Đây chính là vùng biển mà 600 con cá voi lưng gù quyết định ở lại. Chúng ở lại để tận dụng cơ hội kiếm ăn trên vùng biển trù phú này. Khi mùa xuân mang theo những cơn gió đến thành phố Cape Town của Nam Phi, đàn cá voi lại tập hợp ở ngoài khơi. Những cơn gió mùa xuân tạo ra một trong những sự thay đổi lớn nhất trên đại dương. Sau 2 ngày gió mạnh liên tiếp, mặt nước bắt đầu thay đổi. Dòng nước trồi lên khiến cho mặt nước trong vắt, tạo ra một loạt những sự kiện gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái. Nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng và được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, vi tảo bắt đầu phát triển mạnh. Tảo biển sẽ thu hút các loại nhuyễn thể sống ở vùng biển sâu đến kiếm ăn. Ban đầu chỉ có một vài con, nhưng chúng ngày càng xuất hiện nhiều, từ hàng ngàn lên tới hàng triệu. Và cuối cùng là hàng tỷ cá thể. Với số lượng ít, những loài sinh vật nhỏ bé này không có ích gì cho đàn cá voi. Nhưng với số lượng lớn như thế này, chúng có thể trở thành thức ăn của cá voi. Những đàn nhuyễn thể này chính là lý do tại sao cá voi lưng gù lại không di chuyển về phương Bắc để sinh sản. Chúng dừng chân tại đây để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Số lượng nhuyễn thể ở ngoài khơi Cape Town có thể không nhiều bằng ở Nam Cực, nhưng như thế là quá đủ đối với đàn cá voi lưng gù. Chúng sẵn sàng tận dụng cơ hội này để kiếm ăn. Loài cá voi đã tiến hóa để hấp thụ được tối đa dinh dưỡng trong thức ăn. Chúng bất ngờ tấn công nhóm nhuyễn thể trên mặt nước và uống càng nhiều nước càng tốt. Sau đó, chúng phun nước ra ngoài qua tấm sừng hàm ở trong miệng và giữ lại các nhuyễn thể để nuốt xuống bụng. Đây là một kỹ năng đặc biệt của cá voi lưng gù. Chúng tận dụng triệt để hai vây dài và cái đuôi khỏe mạnh của mình. Khi ăn và tiêu hóa, cá voi thải ra biển những khối chất thải khổng lồ. Chúng có màu hồng do màu sắc của nhuyễn thể tạo nên. Nhờ đó, các chất dinh dưỡng được hoàn trả về đại dương. Việc này giúp cho các sinh vật ở vùng biển Nam Phi sinh sôi nảy nở. Đối với một con hải cẩu tò mò,
chất thải này không có giá trị gì. Nhưng đối với hệ sinh thái nói chung, nó đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên sự sống. Không lâu sau, nhuyễn thể bắt đầu di chuyển xuống sâu hơn để trốn thoát khỏi kẻ săn mồi. Nhưng cá voi lưng gù là những nhà lặn biển chuyên nghiệp. Chúng có thể lặn xuống độ sâu lên tới 80 mét để săn con mồi. Sau khi hít một hơi thật dài trên mặt nước, chúng có thể lặn xuống rất sâu. Chúng lặp lại chu trình này nhiều lần và ăn được số lượng lớn nhuyễn thể. Cá voi có thể nuốt khoảng 30 mét khối nước lẫn nhuyễn thể trong một lần lặn. Phương pháp này giúp chúng tiêu thụ tới 1 tấn nhuyễn thể mỗi tuần. Cuối cùng, vùng biển Trù Phú nơi đây đã thu hút hơn 60 con cá voi tới kiếm ăn. Tảo biển ngày càng phát triển mạnh, cuối cùng nước biển trong vắt biến thành một màu xanh lục đục ngầu. Giữa lúc hỗn loạn, một con cá voi trơn phương Nam xuất hiện. Không nhanh nhẹn như cá voi lưng gù, nó chỉ lướt qua mặt nước để nuốt thức ăn và chia sẻ phần thưởng này. Nó có thể kiếm ăn như thế này trong nhiều ngày liền, đôi khi là hàng tuần liền, trước khi đàn cá voi ăn hết nhuyễn thể và tiếp tục hành trình tìm kiếm thức ăn. Khi mùa hè đến, rất nhiều cá voi bắt đầu hành trình di cư từ vùng biển rộng để trở về nhà của mình ở Nam Cực.
mẹ con cá voi lưng gù sẽ tạm biệt vùng biển Đông Phi ấm áp và cùng cá voi trơn phương Nam di chuyển về phía Nam. Đối với những con cá voi con lần đầu di cư, trải nghiệm này sẽ khắc sâu vào tâm trí của chúng và trở nên hữu ích trong những hành trình tiếp theo. Cá voi sẽ tiếp tục di cư từ Nam Cực đến các vùng biển nhiệt đới. Nhưng khi số lượng cá voi ngày càng tăng mạnh, chúng sẽ tiết lộ những tập tính thú vị mới.